Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Lan. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay. Ở buổi học trước thì cô và con đã cùng nhau đi làm bài tập của bài số 105, diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, đúng không nhỉ? Chúng ta đã được học cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật rồi, đúng không các con? Đến buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập của bài số 106, luyện tập trong sách bài tập toán lớp 5, tập 2, trang số 24 nhé. Vậy các con hãy chuẩn bị cho cô một quyển vở bài tập và một quyển nháp, bút và thước để sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa nhỉ? Chúng ta bắt đầu nhé! Vậy thì trước khi vào làm bài tập thì cô sẽ cùng con đi ôn lại công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Các con hãy cùng chú ý nhé! Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta sẽ lấy chu vi mặt đáy, cô ký hiệu là C, nhân với chiều cao. Và các con phải lưu ý đó là chúng phải cùng một đơn vị đo. Trong đó, C là chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật. Tiếp theo, H chính là chiều cao của hình hộp chữ nhật. Tiếp theo, muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta sẽ lấy diện tích xung quanh cộng với hai lần diện tích đáy. Trong đó, S xung quanh chính là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, cô viết tắt nhé. Tiếp theo, S đáy chính là diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật. Và các con sẽ phải lưu ý, các đơn vị này phải có cùng một đơn vị đo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 1. Đề bài người ta yêu cầu con viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 20 dm, chiều rộng là 1,5 m và chiều cao là 12 dm. A nhỏ, người ta yêu cầu con tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là. B nhỏ, yêu cầu con tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là bao nhiêu. Trước tiên, muốn tính được diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, con sẽ phải tìm xem cái hình hộp chữ nhật này người ta đã cho con những dữ kiện nào để con có thể tính được diện tích xung quanh. Người ta cho con biết chiều dài là 20 dm này. Tiếp theo cho con biết chiều rộng là 1,5 m và cho con biết chiều cao. Chiều cao là 12 dm, đúng không nhỉ? Muốn tính diện tích xung quanh của một hình hộp chữ nhật thì con sẽ phải tìm được chu vi mặt đáy, rồi con
nhân với chiều cao của hình hộp chữ nhật đúng không nhỉ? Mà các con sẽ phải để ý cho cô. Các đơn vị đo của các dữ kiện có trong bài toán đã cùng một đơn vị đo hay chưa nhỉ? À, cô có thể thấy rằng chiều dài và chiều cao có cùng một đơn vị đo là decimet, nhưng mà chiều rộng lại có đơn vị đo khác so với đơn vị đo của chiều dài và chiều cao. Vậy thì con sẽ phải đổi đổi 1,5m bằng 15 decimet. Và từ đó thì chúng ta sẽ bắt đầu đi làm được ý A nhỏ. Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, chúng ta sẽ phải tính được chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là chiều dài và chiều rộng đúng không nhỉ? Mà người ta cho chiều dài là 20 decimet rồi. Còn chiều rộng thì chúng ta vừa đổi thành 15 decimet. Cô cộng với 15 decimet rồi nhân với 2. 12 cộng 15 bằng 35. 35 nhân với 2 bằng 70 decimet. Vừa rồi chúng ta đã tính được chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tính được diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. Là ta đã biết chu vi mặt đáy là 70 decimet rồi này. Tiếp theo chúng ta đã biết chiều cao là 12 decimet. Cô lấy 70 nhân với 12 và chúng ta sẽ được kết quả là 70 nhân 2. 70 nhân với 12 sẽ bằng 840 decimet vuông. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi làm ý B nhỏ. Đề bài ta yêu cầu con tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đúng không nhỉ? Muốn tính được diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật thì con sẽ phải biết được diện tích của mặt đáy này và biết được diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. Thì ở bên trên chúng ta đã tính được diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ cần tính được diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là chúng ta sẽ ra được kết quả rồi. Bây giờ cô sẽ đi tính diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật. Là đề bài người ta cho con biết chiều dài là 20 decimet và chiều rộng là 1,5m hay là 15 decimet rồi. Thì chúng ta sẽ lấy chiều dài là 20 nhân với chiều rộng là 15 decimet. Và chúng ta sẽ được kết quả là 300 decimet vuông đúng không nhỉ? Và từ đó thì chúng ta dễ dàng tính được diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là ta sẽ lấy diện tích xung quanh. Diện tích toàn phần sẽ bằng diện tích xung quanh cộng với
hai lần diện tích đáy, đúng không các con? Chúng ta đã biết diện tích xung quanh chính bằng 840 dm vuông rồi này. Chúng ta đã biết diện tích mặt đáy bằng 300 dm vuông rồi này. Chúng ta sẽ lấy 2 nhân với 300 dm vuông. Và cô sẽ bằng 840 cộng với 600. Chúng ta sẽ được kết quả là 1440 dm vuông. Đáp số A nhỏ 840 dm vuông, B nhỏ 1440 dm vuông. Bây giờ chúng ta sẽ đi điền vào các chỗ chấm này nhé. Do là điều kiện của cái bài tập này nó rất là ngắn, cái dòng rất là ngắn đúng không nhỉ? Chúng ta đã trình bày hết tận 5 dòng thì chúng ta không thể nào trình bày vừa hết ở đây, nên cô chỉ điền đáp án vào trong ô chấm thôi nhé. Cô sẽ điền 840. Dm vuông. Tiếp theo, ý B nhỏ chúng ta vừa tính được là 1440 dm vuông. Cô cũng điền 1440 dm vuông vào ô chấm ở ý B. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ cô và con sẽ đi làm bài tập số 2 nhé. Đề bài ta yêu cầu con tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài là 3/5 m và chiều rộng là 1/4 m và chiều cao là 1/3 m. Người ta yêu cầu con tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần. Chúng ta đã biết dữ kiện đó là chiều dài này, chiều dài bằng 3/5 m. Con đã biết chiều rộng là bằng 1/4 m này. Chiều cao sẽ bằng 1/3 m. Trước tiên, muốn tính được diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật thì chúng ta phải biết được chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật. Và chúng ta sẽ phải biết được chiều cao. Chiều cao thì đề bài này đã cho con rồi. Bây giờ con chỉ cần tính được chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là sẽ ra được diện tích xung quanh, đúng không nhỉ? Tiếp theo, muốn tính được diện tích toàn phần, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật thì chúng ta đã biết được diện tích xung quanh vừa tính ở bên trên này và hai lần diện tích đáy thì chúng ta sẽ phải tính được diện tích của mặt đáy hình hộp chữ nhật là chúng ta sẽ tính được diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, đúng không các con? Bây giờ cô sẽ cùng con đi trình bày bài tập này nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ phải đi tính được chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật, đúng không nhỉ? Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là
Ta đã biết chiều dài là 3 phần 5 rồi này. Chúng ta biết chiều rộng là 1 phần 4, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ nhân với 2. 3 phần 5 cộng với 1 phần 4. Chúng ta thấy mẫu số chung của phân số 3 phần 5 và phân số 1 phần 4. Mẫu số chung là 20, đúng không nhỉ? Vậy phân số 3 phần 5 chúng ta nhân cả từ với mẫu với 4. Chúng ta sẽ được 12 phần 20 này. Phân số 1 phần 4 chúng ta nhân cả tử và mẫu với 5. Nhân với 5. Và chúng ta sẽ được kết quả là 5 phần 20. Vậy 2 phân số 12 phần 20 cộng với phân số 5 phần 20 chúng ta sẽ được kết quả là 17 phần 20 rồi này. 17 phần 20 nhân với 2 chúng ta sẽ được kết quả là 17 phần 10, đúng không nhỉ? Cô sẽ ghi được kết quả 17 phần 10 mét vào. Chu vi mặt đáy này. Tiếp theo, chúng ta sẽ phải đi tính được diện tích xung quanh của hình hộp. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là, ta sẽ lấy chu vi mặt đáy là 17 phần 10 nhân với chiều cao là 1 phần 3 mét, đúng không nhỉ? 17 x 10 bằng 17, 10 x 3 bằng 30 mét vuông. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tính diện tích mặt đáy, đúng không nhỉ? Diện tích mặt đáy của hình hộp là diện tích mặt đáy là, ta sẽ lấy chiều dài là 3 phần 5 nhân với chiều rộng là 1 phần 4. 3 x 1 bằng 3, 5 x 4 bằng 20. Chúng ta sẽ được kết quả là 3 phần 20 mét vuông. Và từ đó chúng ta sẽ đi tính được, cô sẽ viết tiếp vào đây nhé, bởi vì không đủ chỗ, diện tích toàn phần của hình là, ta sẽ lấy diện tích xung quanh là 17 phần 30 mét vuông cộng với 2 lần diện tích mặt đáy bằng 3 phần 20. Chúng ta sẽ được 17 phần 30 cộng với 2 ở đây chia hết rồi này. Giản ước được thì chúng ta sẽ được kết quả là 3 phần 10. Và phân số 3 phần 10 chúng ta sẽ phải nhân cả tử và mẫu với 3 để được mẫu số chung là 30, đúng không nhỉ? 17 phần 30 cộng với 30, 9 phần 30. Và chúng ta sẽ được kết quả là 26 phần 30. Chúng ta chia cả tử và mẫu cho 2, chúng ta sẽ được kết quả là 13 phần 15 mét vuông. Và cô có đáp số A nhỉ? B nhỉ? A nhỏ, chúng ta sẽ được kết quả là 17 phần 30 mét vuông. Và
B nhỏ chúng ta sẽ lấy kết quả là 13/15 m². Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2 rồi đúng không nhỉ? Bây giờ cô và con sẽ đi làm bài tập thứ 3. Đề bài người ta yêu cầu con khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài là 1,1 m, chiều rộng là 0,5 m và chiều cao là 1 m là A nhỏ 1,6 m², B nhỏ 3,2 m², C nhỏ 4,3 m² và D nhỏ 3,75 m². Bây giờ muốn tính được diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, chúng ta sẽ phải đi viết cái công thức của diện tích xung quanh chính bằng diện tích xung quanh chính bằng chu vi mặt đáy nhân với chiều cao. Và các con sẽ phải nhớ chúng có cùng một đơn vị đo nhé. Rồi, chúng ta sẽ phải nhìn xem dữ kiện để bài cho là gì. Người ta cho con biết chiều dài. Chiều dài là 1,1 m này. Cho con biết chiều rộng là 0,5 m. Chiều rộng 0,5 m. Và cho con biết chiều cao là 1 m đúng không nhỉ? Chiều cao 1 m. Rồi, chúng ta sẽ phải nhìn xem trong cái diện tích xung quanh bằng chu vi mặt đáy nhân với chiều cao thì chúng ta đã biết được chiều cao là 1 m rồi. Còn chu vi mặt đáy chúng ta chưa biết đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ phải đi tính được chu vi mặt đáy rồi chúng ta sẽ dễ dàng tính được diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật này nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tính chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là cô lấy chiều dài là 1,1 m này cộng với chiều rộng là 0,5 m rồi cô nhân với 2. 1,1 cộng 0,5 bằng 1,6 này. 1,6 nhân với 2 chúng ta sẽ được kết quả là 3,2 m. Rồi, vừa rồi chúng ta đã tính được chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật rồi. Và chúng ta từ đó dễ dàng tính được diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. Cô sẽ ghi là diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là cô lấy chu vi mặt đáy chúng ta vừa tính được là 3,2 m rồi này. Chúng ta nhân với chiều cao bằng 1 m và chúng ta sẽ được kết quả là 3,2 m². Đáp số 3,2 m². Và chúng ta sẽ đi tìm xem nào. Đáp án A hay đáp án B hay đáp án C hay đáp án D có kết quả là 3,2 m². À, cô dễ dàng thấy được đáp án B chính bằng 3,2 m². Và chúng ta sẽ khoanh được đáp án B chính là đáp án đúng. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3 đúng không nhỉ? Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 4. Đề bài người ta cho con là người ta sơn toàn bộ mặt ngoài của một cái thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài là 8 dm, chiều rộng là 5 dm và chiều cao là 4 dm. Người ta hỏi diện tích được sơn bằng bao nhiêu dm². Bây giờ con muốn tính xem diện tích được sơn bằng bao nhiêu dm². Thì diện tích được sơn toàn bộ mặt ngoài của thùng tôn sẽ chính là diện tích của 6 mặt hình hộp chữ nhật, hay chính là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Và từ đó thì chúng ta sẽ có cái công thức tính diện tích toàn phần.
của hình hộp chữ nhật sẽ bằng diện tích xung quanh cộng với 2 lần diện tích mặt đáy, đúng không nhỉ? Mà con muốn tính xem diện tích toàn phần bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ phải tính được diện tích xung quanh và diện tích của mặt đáy. Diện tích xung quanh sẽ bằng chu vi mặt đáy nhân với chiều cao. Mà chúng ta chưa biết chu vi mặt đáy đúng không nhỉ? Đề bài ta đã cho con biết chiều cao là 4 dm rồi. Thì chúng ta đã biết chiều cao là 4 dm này. Còn chu vi mặt đáy sẽ bằng chiều dài cộng với chiều rộng. Rồi, nhân với 2. Vậy là chúng ta sẽ tính được diện tích xung quanh. Tiếp theo, diện tích của mặt đáy hình hộp chữ nhật. Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật sẽ bằng chiều dài nhân với chiều rộng, đúng không nhỉ? Và từ đó chúng ta sẽ dễ dàng tính được diện tích toàn phần, hay chính là diện tích toàn bộ mặt ngoài của thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật, đúng không nhỉ? Và bây giờ cô sẽ cùng con đi trình bày bài tập này nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tính chu vi mặt đáy trước này. Chu vi mặt đáy của, cô viết tắt nha, hình hộp chữ nhật là, chúng ta đã biết chiều dài người ta cho là 8 dm này. 8. Chiều rộng là 5 dm, đúng không nhỉ? 8 cộng với 5, rồi chúng ta nhân với 2. 8 cộng 5 bằng 13. 13 nhân với 2 chính bằng 26 dm. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tính được diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, đúng không nhỉ? Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là, ta đã biết chu vi mặt đáy là 26 dm này. Chúng ta đã biết chiều cao là 4 dm. Và từ đó chúng ta dễ dàng tính được diện tích xung quanh, đúng không nhỉ? Chúng ta có chu vi mặt đáy bằng 26 dm này, nhân với chiều cao là 4 dm. 6 x 4, 2, 2, 4. Viết 4 nhớ 2. 2 x 4 bằng 8, nhớ 2 là 10. Cô được kết quả là 104 dm vuông. Chúng ta đã tính được diện tích xung quanh rồi này. Bây giờ chúng ta chỉ cần tính diện tích của mặt đáy hình hộp, đúng không nhỉ? Diện tích mặt đáy hình hộp là, ta lấy 8 là chiều dài này, nhân với chiều rộng là 5 dm, chúng ta sẽ được kết quả là 40 dm vuông. Rồi, chúng ta đã tính được diện tích xung quanh và diện tích của mặt đáy. Bây giờ chúng ta dễ dàng tính được diện tích được sơn là, ta lấy diện tích xung quanh bằng 104 dm vuông cộng với 2 lần
diện tích mặt đáy bằng 40 dm². 2 × 40 = 80. 104 cộng với 80 chúng ta sẽ được kết quả là 184 dm². Và cô đáp số 184 dm². Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 4. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 5 nhé. Đề bài người ta yêu cầu con khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Người ta xếp 4 hình lập phương bé có cạnh là 1 cm thành một hình hộp chữ nhật. Hỏi có bao nhiêu cách xếp khác nhau? A nhỏ 1 cách, B nhỏ 2 cách, C nhỏ 3 cách, D nhỏ 4 cách. Ở đây cô đã có 4 hình lập phương bé này. Cô coi mỗi hình lập phương bé này có độ dài cạnh là 1 cm. Và đề bài người ta yêu cầu con xếp thành một hình hộp chữ nhật đúng không nhỉ? Vậy thì đầu tiên cô sẽ để 4 hình lập phương nhỏ này thành một hàng ngang. Cô sẽ được một hình hộp chữ nhật. Đây là cách số 1. Hình hộp chữ nhật này thì có chiều dài bằng 1 cm này, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 4 cm này. Và có chiều rộng là 1 cm đúng không nhỉ? Chiều cao thì cũng chính bằng 1 cm. Tiếp theo, cô có cách thứ hai, đó là cô sẽ thử để hai hình lập phương nhỏ ở bên dưới này, rồi cô sẽ chồng hai hình lập phương nhỏ ở bên trên của hai hình lập phương phía dưới. Và cô sẽ được một hình hộp chữ nhật đúng không nhỉ? Và các con có thể thấy hình hộp chữ nhật này có chiều dài bằng 1-2 cm này, chiều rộng bằng 1 cm này, và chiều cao bằng 1 cm, 2 cm, bởi vì cô chồng hai hình lập phương này lên nhau đúng không nhỉ? Cô sẽ được chiều cao là 2 cm. Tiếp theo, cách thứ ba đó là cô sẽ để hai hình lập phương vừa đặt ở bên trên xuống hai hộp hai hình lập phương ở bên dưới, và cô sẽ được cách thứ ba. Và hình hộp chữ nhật này sẽ có chiều dài là 2 cm này, có chiều rộng là 2 cm, và chiều cao thì chỉ là 1 cm thôi đúng không các con? Và cô sẽ có cách thứ 4, đó là cô sẽ thử chồng 4 hình lập phương này lên nhau. Và cô cũng được một hình hộp chữ nhật đúng không các con? Hình hộp chữ nhật này sẽ có chiều dài là 1 cm này, chiều rộng là 1 cm, và chiều cao sẽ bằng 1 cm này, 2 cm, 3 cm và 4 cm. Bởi vì cô đã chồng 4 hình lập phương bé lên nhau, mà mỗi hình lập phương bé lại có độ dài cạnh là 1 cm, và cô sẽ được chiều cao của hình hộp chữ nhật này là 4 cm đúng không nhỉ? Vậy thì vừa rồi chúng ta đã có 4 cách xếp khác nhau, và cô sẽ điền được đáp án D, chính là đáp án của bài số 5 này nhé. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập của bài số 106 luyện tập. Và cô xin chào, hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.